Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Monly. Để tham gia dự án này, các bạn click phần link mô tả như video mà tôi đang start chatbot nữa. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow Twitter và Tweetbot nè. Trên Twitter bạn theo dõi nè các bạn. Một hồi nó kêu mình Tweet, mình là Tweet các bạn. Rồi, nhiệm vụ tiếp theo các bạn join kênh group nè. Rồi bạn join tiếp kênh seller. Rồi bạn bắt đáp lên. Tiếp tục bấm nút chat. Ờ cặp trà này các bạn join này góp nè. Rồi các bạn bấm submit detail nè. Rồi các bạn điền là username Telegram của tất cả các bạn thì các bạn nhấp vào ba cánh cùng nè, nhấp vào setting nè. Ơi. Sorry các bạn. Các bạn copy username bên chỗ này là bạn ở cộng anh 5 số 2. À, cộng anh 5 số 2 1 2 3 4 5 2 4 5. Sau đó các bạn gỡ đường link profile từ Twitter các bạn. Các bạn vào đây các bạn tweetbot luôn người ta bạn. Các bạn like các bạn chỉnh dẫn như tweet hoặc có thể tweet gì cũng được chứ các bạn. Sau đó các bạn bắt up lên nè. Các bạn mở Twitter mình ra nè. Các bạn nhấp vào ba cạnh cùng, nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn nhập cho ba cạnh cùng, nhập vào chia sẻ nè. Các bạn sẽ chép liên kết nè. Các bạn gọi là chatbot nè. Các bạn retweet là được rồi các bạn. Sau đó các bạn gọi địa chỉ BNB sở mắt trên bet 20 trên chút click cho tất cả các bạn. Dự án khá là đơn giản, không bắt đầu ta. Sau đó bằng My Balance để check số cần mình kiếm được rồi bạn. Mình đã nhận được 370 token có ký hiệu là MI. Bạn Việt lên ghép gì sẽ trong bè và người thân để kiếm tiền token các bạn. Rồi con này withdraw vào ngày 29 tháng 8 các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.